Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Đánh giá cao người khác là một loại khí chất phi phàm. Học cách đánh giá cao người khác cũng là một kiểu tu dưỡng nhân cách, một kiểu làm tăng khí chất của bản thân, giúp bạn dần dần trở nên hoàn hảo. Học cách đánh giá cao người khác mới biết bản thân mình không hoàn hảo, mới hiểu được câu nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Có câu, trong tim của người biết đánh giá cao người khác có mặt trời, những giọt sương mai và những đóa hoa đua nở. Trong tim người hay xem thường người khác, nước biển cũng cạn và núi đá khô cằn. Bởi thế, khi ta biết cách đánh giá đúng giá trị của người khác thì cũng bằng như đang mở đường sống cho mình vậy. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Lâm Thanh Huyền khi còn là phóng viên đã từng viết một bài báo hết sức tinh tế về một tên trộm. Cuối bài viết, ông đã cảm thán mà rằng tên trộm hành sự cẩn thận, phương thức làm việc độc đáo, tinh tế. Thật tiếc là anh ta lại làm trộm. Với khả năng ấy, nếu làm bất cứ việc gì, anh ta cũng có thể thành công. Không ngờ, bài báo đó thật sự đã thay đổi cuộc đời của một người, mở ra đường sống cho tay trộm nọ. Vài năm sau, tên trộm năm nào trở thành một ông chủ lớn ở Đài Loan. Trong một bài phỏng vấn, anh ta thẳng thắn chia sẻ: những lời của Lâm tiên sinh thật sự đã phá vỡ điểm mù trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử làm người khác, thay vì suốt ngày trộm cắp vặt. Tại sao không tìm một việc chân chính mà làm? Với những phẩm chất thiện nghệ của mình, anh ta thật sự đã đổi đời. Nhưng nếu như không có Lâm Thanh Huyền năm đó khen ngợi, thì có lẽ tay trộm vặt ấy mãi mãi chẳng bao giờ mơ có ngày đổi đời. Xã hội ngày nay, ai cũng muốn được người khác khen ngợi, đánh giá cao để mình được thi thố tài năng nhiều hơn nữa. Vả lại, đánh giá cao lẫn nhau cũng chính là một dạng trao truyền năng lượng tích cực cho nhau. Học được cách đánh giá cao người khác cũng là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Một diễn giả nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm từng nói, đánh giá cao người khác là cách dễ chịu nhất để giành được thiện chí của mọi người. Nên nhớ rằng, con người ai cũng thích được người khác đánh giá cao. Như vậy, họ mới có cảm giác khẳng định mình. Nếu muốn chỉ trích một ai đó, hãy thận trọng. Bởi vì bạn phải đối đãi chân thành, từ bi với tất cả mọi người xung quanh, dù không phải ai cũng làm vừa ý bạn. Nhưng nói một lời tốt đẹp như trong miệng có hoa sen, nói lời bất hảo thì như có bãi nôn, đờm dãi vậy. Núi cao trầm mặc, yên tĩnh là bởi thế đứng oai nghiêm và sức nặng. Nước lớn muôn trượng, sóng động là bởi độ sâu. Đừng sợ người khác không đánh giá cao bạn. Hãy nhẫn nại, nghiêm túc và chân thành. Điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh như núi, sâu sắc như biển, tử tế với người khác, bao dung ngay cả kẻ thù. Được vậy, còn lo gì thiếu người ngưỡng mộ, tôn trọng mình đây? Bất tài thường sinh ra đố kỵ, đã không có kỹ năng, nhân cách lại chẳng tròn đầy, thiện lương. Thử hỏi ai sẽ ngưỡng mộ bạn đây? Cho nên tu dưỡng đạo đức cá nhân mới là điểm then chốt để một người có thể được đánh giá cao hay thấp. Cuộc sống không phải là một cái giếng khô, mà là một đài phun nước muôn hình vạn trạng,
ấm áp đầy những sự kiện. Vậy nên, người sống ở đời nhất định phải đo lường được lúc nào nên buông bỏ, lúc nào nên tiến về phía trước. Vứt bỏ và đạt được chính là có quan hệ tuần hoàn, nhân quả với nhau. Trên đường đời, ta phải gặp rất nhiều kiểu người. Có người thấy bản thân mang chút thành tích, được người khác công nhận đôi chút, liền theo đó mà hiu hiu tự đắc. Khi chứng kiến người khác có tiến bộ, họ thường làm ngơ đi, thậm chí chế giễu, mỉa mai, ghen ghét, đố kỵ. Bởi vậy mới nói, đánh giá cao một người nào đó chính là một loại khí chất. Chỉ khi biết làm thế nào để đánh giá cao người khác, bạn mới được người ta đón nhận và đánh giá cao lại. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện. Đánh giá cao người khác là một loại khí chất phi phàm. Học cách đánh giá cao người khác cũng là một kiểu tu dưỡng nhân cách, một kiểu làm tăng khí chất của bản thân, giúp bạn dần dần trở nên hoàn hảo. Học cách đánh giá cao người khác mới biết bản thân mình không hoàn hảo, mới hiểu được câu nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Có câu, trong tim của người biết đánh giá cao người khác có mặt trời, những giọt sương mai và những đóa hoa đua nở. Trong tim người hay xem thường người khác, nước biển cũng cạn và núi đá khô cằn. Bởi thế, khi ta biết cách đánh giá đúng giá trị của người khác, thì cũng bằng như đang mở đường sống cho mình vậy. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Lâm Thanh Huyền, khi còn là phóng viên, đã từng viết một bài báo hết sức tinh tế về một tên trộm. Cuối bài viết, ông đã cảm thán mà rằng: tên trộm hành sự cẩn thận, phương thức làm việc độc đáo, tinh tế. Thật tiếc là anh ta lại làm trộm. Với khả năng ấy, nếu làm bất cứ việc gì, anh ta cũng có thể thành công. Không ngờ, bài báo đó thật sự đã thay đổi cuộc đời của một người, mở ra đường sống cho tay trộm nọ. Vài năm sau, tên trộm năm nào trở thành một ông chủ lớn ở Đài Loan. Trong một bài phỏng vấn, anh ta thẳng thắn chia sẻ: những lời của Lâm tiên sinh thật sự đã phá vỡ điểm mù trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử làm người khác, thay vì suốt ngày trộm cắp vặt. Tại sao không tìm một việc chân chính mà làm? Với những phẩm chất thiện nghệ của mình, anh ta thật sự đã đổi đời. Nhưng nếu như không có Lâm Thanh Huyền năm đó khen ngợi, thì có lẽ tay trộm vặt ấy mãi mãi chẳng bao giờ mơ có ngày đổi đời. Xã hội ngày nay, ai cũng muốn được người khác khen ngợi, đánh giá cao để mình được thi thố tài năng nhiều hơn nữa. Vả lại, đánh giá cao lẫn nhau cũng chính là một dạng trao truyền năng lượng tích cực cho nhau. Học được cách đánh giá cao người khác cũng là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Một diễn giả nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm từng nói: đánh giá cao người khác là cách dễ chịu nhất để giành được thiện chí của mọi người. Nên nhớ rằng, con người ai cũng thích được người khác đánh giá cao. Như vậy họ mới có cảm giác khẳng định mình. Nếu muốn chỉ trích một ai đó, hãy thận trọng. Bởi vì bạn phải đối đãi chân thành, từ bi với tất cả mọi người xung quanh, dù không phải ai cũng làm vừa ý bạn.
nhưng nói một lời tốt đẹp như trong miệng có hoa sen. Nói lời bất hảo thì như có bãi nôn, đờm dãi vậy. Núi cao trầm mặc, yên tĩnh là bởi thế đứng oai nghiêm và sức nặng. Nước lớn muôn trượng, sóng động là bởi độ sâu. Đừng sợ người khác không đánh giá cao bạn. Hãy nhẫn nại, nghiêm túc và chân thành. Điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh như núi, sâu sắc như biển. Tử tế với người khác, bao dung ngay cả kẻ thù. Được vậy, còn lo gì thiếu người ngưỡng mộ, tôn trọng mình đây? Bất tài thường sinh ra đố kỵ, đã không có kỹ năng, nhân cách lại chẳng tròn đầy, thiện lương. Thử hỏi ai sẽ ngưỡng mộ bạn đây? Cho nên tu dưỡng đạo đức cá nhân mới là điểm then chốt để một người có thể được đánh giá cao hay thấp. Cuộc sống không phải là một cái giếng khô, mà là một đài phun nước muôn hình vạn trạng, âm ấp đầy những sự kiện. Vậy nên người sống ở đời nhất định phải đo lường được lúc nào nên buông bỏ, lúc nào nên tiến về phía trước. Vứt bỏ và đạt được chính là có quan hệ tuần hoàn, nhân quả với nhau. Trên đường đời, ta phải gặp rất nhiều kiểu người. Có người thấy bản thân mang chút thành tích, được người khác công nhận đôi chút, liền theo đó mà hiu hiu tự đắc. Khi chứng kiến người khác có tiến bộ, họ thường làm ngơ đi, thậm chí chế giễu, mỉa mai, ghen ghét, đố kỵ. Bởi vậy mới nói, đánh giá cao một người nào đó chính là một loại khí chất. Chỉ khi biết làm thế nào để đánh giá cao người khác, bạn mới được người ta đón nhận và đánh giá cao lại. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện. Đánh giá cao người khác là một loại khí chất phi phàm. Học cách đánh giá cao người khác cũng là một kiểu tu dưỡng nhân cách, một kiểu làm tăng khí chất của bản thân, giúp bạn dần dần trở nên hoàn hảo. Học cách đánh giá cao người khác mới biết bản thân mình không hoàn hảo, mới hiểu được câu nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Có câu, trong tim của người biết đánh giá cao người khác có mặt trời, những giọt sương mai và những đóa hoa đua nở. Trong tim người hay xem thường người khác, nước biển cũng cạn và núi đá khô cằn. Bởi thế, khi ta biết cách đánh giá đúng giá trị của người khác, thì cũng bằng như đang mở đường sống cho mình vậy. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Lâm Thanh Huyền, khi còn là phóng viên, đã từng viết một bài báo hết sức tinh tế về một tên trộm. Cuối bài viết, ông đã cảm thán mà rằng, tên trộm hành sự cẩn thận, phương thức làm việc độc đáo, tinh tế. Thật tiếc là anh ta lại làm trộm. Với khả năng ấy, nếu làm bất cứ việc gì, anh ta cũng có thể thành công. Không ngờ, bài báo đó thật sự đã thay đổi cuộc đời của một người, mở ra đường sống cho tay trộm nọ. Vài năm sau, tên trộm năm nào trở thành một ông chủ lớn ở Đài Loan. Trong một bài phỏng vấn, anh ta thẳng thắn chia sẻ, những lời của Lâm tiên sinh thật sự đã phá vỡ điểm mù trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử làm người khác, thay vì suốt ngày trộm cắp vặt. Tại sao không tìm một việc chân chính mà làm?
Với những phẩm chất thiện nghệ của mình, anh ta thật sự đã đổi đời. Nhưng nếu như không có Lâm Thanh Huyền năm đó khen ngợi, thì có lẽ tay trộm vật ấy mãi mãi chẳng bao giờ mơ có ngày đổi đời. Xã hội ngày nay, ai cũng muốn được người khác khen ngợi, đánh giá cao để mình được thi thố tài năng nhiều hơn nữa. Vả lại, đánh giá cao lẫn nhau cũng chính là một dạng trao truyền năng lượng tích cực cho nhau. Học được cách đánh giá cao người khác cũng là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Một diễn giả nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm từng nói: đánh giá cao người khác là cách dễ chịu nhất để giành được thiện chí của mọi người. Nên nhớ rằng, con người ai cũng thích được người khác đánh giá cao. Như vậy, họ mới có cảm giác khẳng định mình. Nếu muốn chỉ trích một ai đó, hãy thận trọng. Bởi vì bạn phải đối đãi chân thành, từ bi với tất cả mọi người xung quanh, dù không phải ai cũng làm vừa ý bạn. Nhưng nói một lời tốt đẹp như trong miệng có hoa sen, nói lời bất hảo thì như có bãi nôn, đờm dãi vậy. Núi cao trầm mặc, yên tĩnh là bởi thế đứng oai nghiêm và sức nặng. Nước lớn muôn trượng, sóng động là bởi độ sâu. Đừng sợ người khác không đánh giá cao bạn. Hãy nhẫn nại, nghiêm túc và chân thành. Điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh như núi, sâu sắc như biển, tử tế với người khác, bao dung ngay cả kẻ thù. Được vậy, còn lo gì thiếu người ngưỡng mộ, tôn trọng mình đây? Bất tài thường sinh ra đố kỵ, đã không có kỹ năng, nhân cách lại chẳng tròn đầy, thiện lương. Thử hỏi ai sẽ ngưỡng mộ bạn đây? Cho nên tu dưỡng đạo đức cá nhân mới là điểm then chốt để một người có thể được đánh giá cao hay thấp. Cuộc sống không phải là một cái giếng khô, mà là một đài phun nước muôn hình vạn trạng, âm ấp đầy những sự kiện. Vậy nên người sống ở đời nhất định phải đo lường được lúc nào nên buông bỏ, lúc nào nên tiến về phía trước. Vứt bỏ và đạt được chính là có quan hệ tuần hoàn, nhân quả với nhau. Trên đường đời, ta phải gặp rất nhiều kiểu người. Có người thấy bản thân mang chút thành tích, được người khác công nhận đôi chút, liền theo đó mà hiu hiu tự đắc. Khi chứng kiến người khác có tiến bộ, họ thường làm ngơ đi, thậm chí chế giễu, mỉa mai, ghen ghét, đố kỵ. Bởi vậy mới nói, đánh giá cao một người nào đó chính là một loại khí chất. Chỉ khi biết làm thế nào để đánh giá cao người khác, bạn mới được người ta đón nhận và đánh giá cao lại. Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng Đọng Đêm Về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện: đánh giá cao người khác là một loại khí chất phi phàm. Học cách đánh giá cao người khác cũng là một kiểu tu dưỡng nhân cách, một kiểu làm tăng khí chất của bản thân, giúp bạn dần dần trở nên hoàn hảo. Học cách đánh giá cao người khác mới biết bản thân mình không hoàn hảo, mới hiểu được câu nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Có câu: trong tim của người biết đánh giá cao người khác có mặt trời, những giọt sương mai và những đóa hoa đua nở. Trong tim người hay xem thường người khác, nước biển cũng cạn và núi đá khô cằn. Bởi thế,
Khi ta biết cách đánh giá đúng giá trị của người khác, thì cũng bằng như đang mở đường sống cho mình vậy. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Lâm Thanh Huyền, khi còn là phóng viên, đã từng viết một bài báo hết sức tinh tế về một tên trộm. Cuối bài viết, ông đã cảm thán mà rằng: tên trộm hành sự cẩn thận, phương thức làm việc độc đáo, tinh tế. Thật tiếc là anh ta lại làm trộm. Với khả năng ấy, nếu làm bất cứ việc gì, anh ta cũng có thể thành công. Không ngờ, bài báo đó thật sự đã thay đổi cuộc đời của một người, mở ra đường sống cho tay trộm nọ. Vài năm sau, tên trộm năm nào trở thành một ông chủ lớn ở Đài Loan. Trong một bài phỏng vấn, anh ta thẳng thắn chia sẻ: những lời của Lâm tiên sinh thật sự đã phá vỡ điểm mù trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử làm người khác, thay vì suốt ngày trộm cắp vặt. Tại sao không tìm một việc chân chính mà làm? Với những phẩm chất thiện nghệ của mình, anh ta thật sự đã đổi đời. Nhưng nếu như không có Lâm Thanh Huyền năm đó khen ngợi, thì có lẽ tay trộm vặt ấy mãi mãi chẳng bao giờ mơ có ngày đổi đời. Xã hội ngày nay, ai cũng muốn được người khác khen ngợi, đánh giá cao để mình được thi thố tài năng nhiều hơn nữa. Vả lại, đánh giá cao lẫn nhau cũng chính là một dạng trao truyền năng lượng tích cực cho nhau. Học được cách đánh giá cao người khác cũng là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Một diễn giả nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm từng nói: đánh giá cao người khác là cách dễ chịu nhất để giành được thiện chí của mọi người. Nên nhớ rằng, con người ai cũng thích được người khác đánh giá cao. Như vậy, họ mới có cảm giác khẳng định mình. Nếu muốn chỉ trích một ai đó, hãy thận trọng, bởi vì bạn phải đối đãi chân thành, từ bi với tất cả mọi người xung quanh, dù không phải ai cũng làm vừa ý bạn. Nhưng nói một lời tốt đẹp như trong miệng có hoa sen, nói lời bất hảo thì như có bãi nôn, đờm dãi vậy. Núi cao trầm mặc, yên tĩnh là bởi thế đứng oai nghiêm và sức nặng. Nước lớn muôn trượng, sóng động là bởi độ sâu. Đừng sợ người khác không đánh giá cao bạn. Hãy nhẫn nại, nghiêm túc và chân thành. Điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh như núi, sâu sắc như biển, tử tế với người khác, bao dung ngay cả kẻ thù. Được vậy, còn lo gì thiếu người ngưỡng mộ, tôn trọng mình đây? Bất tài thường sinh ra đố kỵ, đã không có kỹ năng, nhân cách lại chẳng tròn đầy, thiện lương. Thử hỏi ai sẽ ngưỡng mộ bạn đây? Cho nên tu dưỡng đạo đức cá nhân mới là điểm then chốt để một người có thể được đánh giá cao hay thấp. Cuộc sống không phải là một cái giếng khô, mà là một đài phun nước muôn hình vạn trạng, âm ấp đầy những sự kiện. Vậy nên người sống ở đời nhất định phải đo lường được lúc nào nên buông bỏ, lúc nào nên tiến về phía trước. Vứt bỏ và đạt được chính là có quan hệ tuần hoàn, nhân quả với nhau. Trên đường đời, ta phải gặp rất nhiều kiểu người. Có người thấy bản thân mang chút thành tích, được người khác công nhận đôi chút, liền theo đó mà hiu hiu tự đắc. Khi chứng kiến người khác có tiến bộ, họ thường làm ngơ đi, thậm chí chế giễu, mỉa mai, ghen ghét, đố kỵ. Bởi vậy mới nói, đánh giá cao một người nào đó chính là một loại khí chất. Chỉ khi biết làm thế nào để đánh giá cao người khác, bạn mới được người ta đón nhận và đánh giá cao lại.
Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Đánh giá cao người khác là một loại khí chất phi phàm. Học cách đánh giá cao người khác cũng là một kiểu tu dưỡng nhân cách, một kiểu làm tăng khí chất của bản thân, giúp bạn dần dần trở nên hoàn hảo. Học cách đánh giá cao người khác mới biết bản thân mình không hoàn hảo, mới hiểu được câu nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Có câu, trong tim của người biết đánh giá cao người khác có mặt trời, những giọt sương mai và những đóa hoa đua nở. Trong tim người hay xem thường người khác, nước biển cũng cạn và núi đá khô cằn. Bởi thế, khi ta biết cách đánh giá đúng giá trị của người khác, thì cũng bằng như đang mở đường sống cho mình vậy. Nhà văn nổi tiếng Đài Loan Lâm Thanh Huyền, khi còn là phóng viên, đã từng viết một bài báo hết sức tinh tế về một tên trộm. Cuối bài viết, ông đã cảm thán mà rằng tên trộm hành sự cẩn thận, phương thức làm việc độc đáo, tinh tế. Thật tiếc là anh ta lại làm trộm. Với khả năng ấy, nếu làm bất cứ việc gì, anh ta cũng có thể thành công. Không ngờ, bài báo đó thật sự đã thay đổi cuộc đời của một người, mở ra đường sống cho tay trộm nọ. Vài năm sau, tên trộm năm nào trở thành một ông chủ lớn ở Đài Loan. Trong một bài phỏng vấn, anh ta thẳng thắn chia sẻ: những lời của Lâm tiên sinh thật sự đã phá vỡ điểm mù trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử làm người khác, thay vì suốt ngày trộm cắp vặt? Tại sao không tìm một việc chân chính mà làm? Với những phẩm chất thiện nghệ của mình, anh ta thật sự đã đổi đời. Nhưng nếu như không có Lâm Thanh Huyền năm đó khen ngợi, thì có lẽ tay trộm vặt ấy mãi mãi chẳng bao giờ mơ có ngày đổi đời. Xã hội ngày nay, ai cũng muốn được người khác khen ngợi, đánh giá cao để mình được thi thố tài năng nhiều hơn nữa. Vả lại, đánh giá cao lẫn nhau cũng chính là một dạng trao truyền năng lượng tích cực cho nhau. Học được cách đánh giá cao người khác cũng là một đức tính vô cùng tốt đẹp. Một diễn giả nổi tiếng người Mỹ, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm từng nói, đánh giá cao người khác là cách dễ chịu nhất để giành được thiện chí của mọi người. Nên nhớ rằng, con người ai cũng thích được người khác đánh giá cao. Như vậy họ mới có cảm giác khẳng định mình. Nếu muốn chỉ trích một ai đó, hãy thận trọng, bởi vì bạn phải đối đãi chân thành, từ bi với tất cả mọi người xung quanh, dù không phải ai cũng làm vừa ý bạn. Nhưng nói một lời tốt đẹp như trong miệng có hoa sen, nói lời bất hảo thì như có bãi nôn, đờm dãi vậy. Núi cao trầm mặc, yên tĩnh là bởi thế đứng oai nghiêm và sức nặng. Nước lớn muôn trượng, sóng động là bởi độ sâu. Đừng sợ người khác không đánh giá cao bạn. Hãy nhẫn nại, nghiêm túc và chân thành. Điều gì đến sẽ đến. Hãy bình tĩnh như núi, sâu sắc như biển, tử tế với người khác, bao dung ngay cả kẻ thù. Được vậy, còn lo gì thiếu người ngưỡng mộ, tôn trọng mình đây? Bất tài thường sinh ra đố kỵ, đã không có kỹ năng, nhân cách lại chẳng tròn đầy, thiện lương. Thử hỏi ai sẽ ngưỡng mộ bạn đây? Cho nên tu dưỡng đạo đức cá nhân mới là điểm then chốt để một người có thể được đánh giá cao hay thấp. Cuộc sống không phải là một cái giếng khô, mà là một đài phun nước muôn hình vạn trạng,
ấm áp đầy những sự kiện. Vậy nên người sống ở đời nhất định phải đo lường được lúc nào nên buông bỏ, lúc nào nên tiến về phía trước. Vứt bỏ và đạt được chính là có quan hệ tuần hoàn, nhân quả với nhau. Trên đường đời, ta phải gặp rất nhiều kiểu người. Có người thấy bản thân mang chút thành tích, được người khác công nhận đôi chút, liền theo đó mà hiu hiu tự đắc. Khi chứng kiến người khác có tiến bộ, họ thường làm ngơ đi, thậm chí chế giễu, mỉa mai, ghen ghét, đố kỵ. Bởi vậy mới nói, đánh giá cao một người nào đó chính là một loại khí chất. Chỉ khi biết làm thế nào để đánh giá cao người khác, bạn mới được người ta đón nhận và đánh giá cao lại.